Chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng máy làm mát thương hiệu Daikyo-san. Daikyo-san là xu hướng làm mát hiệu quả, tiết kiệm, an toàn cho gia đình và cơ sở kinh doanh. Đặc biệt, máy có khả năng làm mát tối ưu ở không gian mở như phòng khách, nhà bếp, sân vườn, nhà hàng. Máy làm mát Daikyo-san hoạt động trên nguyên lý làm mát tự nhiên, dựa vào hiện tượng bay hơi của nước sẽ làm không khí dịu mát hơn. Giống như chúng ta đang ở bờ sông, bờ suối, có một làn gió thổi qua mặt nước. Đặc biệt, nhiệt độ miệng gió đạt từ 26,5 đến 31 độ sẽ tránh gây sốc nhiệt khi nắng nóng vượt quá 38 độ C. Đây là giải pháp làm mát giữa máy lạnh và quạt máy. Điện năng tiêu thụ chỉ bằng 1/5 máy lạnh, có thể sử dụng một máy cho nhiều không gian khác nhau nhờ 4 bánh xe di chuyển linh hoạt. Hơn thế nữa, có thể dùng chung với điều hòa không khí để cân bằng độ ẩm và tiết kiệm điện. Sự khác biệt của máy làm mát Daikyo-san so với thị trường: motor sử dụng lõi đồng nguyên chất, bền hơn 1,5 đến 2 lần so với lõi nhôm. Vỏ motor sơn tĩnh điện chống oxy hóa, bo mạch phủ lớp chống ẩm, chống oxy hóa cho sản phẩm bền bỉ. Chất liệu nhựa nguyên sinh an toàn với môi trường và người sử dụng. Tấm làm mát được làm từ gỗ cho hiệu quả làm mát cao, đảm bảo công suất, lưu lượng gió và hiệu quả làm mát đúng như thông số trên sản phẩm. Kiểu dáng tinh tế, hiện đại, dễ dàng sử dụng và vệ sinh. Bảo hành 2 năm cho motor quạt và 1 năm cho sản phẩm. Nếu kích hoạt bảo hành điện tử, bảo hiểm trách nhiệm lên đến 1 tỷ đồng. Thông báo khẩn: ngôi nhà mua sắm online máy làm mát, máy lọc nước cao cấp Daikyo-san. Vào ngay hôm nay, Daikyo-san hoàn toàn miễn phí giao hàng và lắp đặt 63 tỉnh thành. Truy cập website tapdoandaiviet.com.vn để có thông tin đại lý bán hàng gần nhất. Daikyo-san, dòng sản phẩm cao cấp